Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nga, Triều xích lại gần nhau khiến Trung Quốc lo lắng. Ngày 16 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài bình luận Trung Quốc có thể lo lắng trước mối quan hệ Nga-Triều. Theo đó, các chuyên gia cho biết Trung Quốc theo dõi hội nghị thượng đỉnh lịch sử Nga-Triều tuần này từ bên lề và lo ngại rằng quốc gia khách hàng lâu năm của họ ở Bình Nhưỡng có thể tuột khỏi tầm kiểm soát của họ. VOA nhận xét Trung Quốc và Nga, các nước xã hội chủ nghĩa chuyên quyền, đã hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều thập niên. Hai bên trở nên thân thiết hơn bao giờ hết khi tìm cách chống lại Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á. Nhưng các chuyên gia cho rằng sự chuyển hướng của Triều Tiên hướng về Moscow có thể khiến Bắc Kinh cảm thấy như thể ông Kim đã tìm được người theo đuổi mới. VOA cho hay, Bình Nhưỡng và Moscow có những nhu cầu về mục tiêu quân sự chung của họ. Ông Putin cần đạn pháo và đạn dược để duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. Ông Kim cần sự trợ giúp về mặt công nghệ để đưa một vệ tinh do thám vào quỹ đạo sau những nỗ lực bị thất bại vào tháng 5 và tháng 8 năm nay. Theo VOA, trước cuộc gặp, ông Putin đã đưa ông Kim đi tham quan sân bay vũ trụ và gợi ý sẽ cung cấp công nghệ vệ tinh mà ông Kim đang cố gắng hoàn chỉnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây, ông Putin nói. Cũng trước cuộc gặp đó, ông Kim nói Bình Nhưỡng sẽ sát cánh cùng Moscow trong cuộc chiến chống lại các thế lực bá quyền và cam kết cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ và vô điều kiện cho mọi biện pháp mà Nga thực hiện trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin nói trước cuộc gặp trực tiếp rằng ông dự định thảo luận với ông Kim về các vấn đề bao gồm kinh tế, viện trợ nhân đạo và tình hình trên bán đảo Triều Tiên. VOA dẫn hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, tại buổi tiếp sau khi cuộc hội đàm, ông Putin đã chấp nhận lời mời của ông Kim đồng ý tới thăm Bình Nhưỡng. VOA cho biết là nhà cung cấp viện trợ chính và đối tác thương mại hàng đầu của Triều Tiên. Trung Quốc trong nhiều năm đã nắm giữ đòn bẩy đáng kể đối với Bình Nhưỡng. Nhưng bây giờ, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh có thể cảm thấy lo lắng rằng Bình Nhưỡng đang nghiêng quá nhiều về Moscow và bắt đầu tuột khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. VOA dẫn lời ông Gary Samore, cựu điều phối viên Tòa Bạch Ốc về kiểm soát vũ khí và vũ khí hủy diệt hàng loạt dưới thời chính quyền Obama cho biết. Một mặt, Bắc Kinh muốn ông Putin sống sót trong cuộc chiến Ukraine, vì vậy họ có thể hoan nghênh viện trợ quân sự của Triều Tiên cho Nga. Mặt khác, Bắc Kinh có thể lo lắng rằng việc Nga chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến cho Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và củng cố thêm liên minh Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hình ảnh thông tin về chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Nga. VOA đề cập đến hội nghị thượng đỉnh tại trại David, Mỹ vào tháng 8 vừa qua. Tại đó, Washington, Seoul và Tokyo đã đồng ý tăng cường phòng thủ chống lại Triều Tiên, đồng ý tổ chức các cuộc tập trận ba bên thường xuyên và chia sẻ dữ liệu cảnh báo phòng thủ phi đạn đạo sống động. VOA dẫn quan điểm của các chuyên gia cho rằng Trung Quốc không muốn sánh ngang với Nga trong việc cung cấp công nghệ vũ khí tiên tiến cho Triều Tiên. Bắc Kinh không muốn làm xấu đi hình ảnh quốc tế của mình bằng cách hỗ trợ một quốc gia bị ruồng bỏ, có nguy cơ làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ với Mỹ và có nguy cơ trở nên bị cô lập như Nga. VOA dẫn lời ông Ken Gers, giám đốc các dự án đặc biệt cho chương trình, phân tích chính sách và chiến lược tại tổ chức nghiên cứu CNA và là chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên, cho biết họ không thể đi quá xa về các vấn đề quốc phòng ở Đông Bắc Á vì nó có thể có tác động tiêu cực đến những gì họ đang làm trên thế giới, bao gồm cả sáng kiến vành đai và con đường toàn cầu của Bắc Kinh. Ông Gers cho biết Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng đòn bẩy kinh tế của mình với Nga để ngăn cách Moscow gây nguy hiểm cho an ninh của Đông Bắc Á khi cung cấp cho Bình Nhưỡng tất cả các loại công nghệ nhạy cảm. Vẫn theo VOA, Nga đã trở nên phụ thuộc về mặt kinh tế vào Trung Quốc kể từ khi xâm lược Ukraine, dẫn đến nhiều chế tài từ Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của nước này. VOA dẫn lời ông Jack Kober, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia tại Hội đồng An ninh Quốc gia và hiện là thành viên Viện Doanh nghiệp Mỹ, nói rằng sẽ khó có thể tạo ra một chia rẽ nghiêm trọng trong quan hệ giữa Bắc Kinh, Moscow, Bình Nhưỡng khi họ ngày càng đi theo hướng chống lại Mỹ và các đồng minh chủ chốt của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 14 tháng 9 rằng Trung Quốc và Nga đã liên lạc chặt chẽ về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Nga Triều xích lại gần nhau khiến Trung Quốc lo lắng. Sau cựu ngoại trưởng đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc mất tích. Ngày 14 tháng 9, VOA tiếng Việt có loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thường Phúc biến mất trong hơn 2 tuần. Theo đó,
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã đột ngột rút khỏi cuộc họp với các lãnh đạo quốc phòng Việt Nam vào tuần trước. Bà quan chức nắm trực tiếp về vấn đề này cho biết, trong bối cảnh có những câu hỏi về sự biến mất của ông Lý Thượng Phúc trước công chúng suốt hơn 2 tuần qua. VOA cho biết ông Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, theo lịch trình sẽ dự cuộc họp thường niên về hợp tác quốc phòng do Việt Nam tổ chức tại biên giới với Trung Quốc vào ngày 7 và 8 tháng 9. Nhưng cuộc họp đã bị hoãn lại sau khi Bắc Kinh nói với Hà Nội vài ngày trước cuộc gặp rằng Bộ trưởng Lý có vấn đề sức khỏe, hai quan chức Việt Nam cho biết. Hình ảnh bài trên VOA. Theo một số nguồn tin, việc hủy bỏ cuộc họp đột ngột của ông Lý Thượng Phúc diễn ra sau khi Trung Quốc thay thế Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương hồi tháng 7. Trước khi bị thay thế, ông Tần Cương cũng đã bị mất tích một thời gian dài. Tiếp đó là việc cải tổ ban lãnh đạo lực lượng tên lửa tinh nhuệ của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc trong những tháng gần đây. Tất cả những động thái này đã đặt ra câu hỏi về việc ra quyết định của giới lãnh đạo Trung Quốc. VOA cho hay ông Lý được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 3. Ông được các nhà ngoại giao và các nhà quan sát theo dõi chặt chẽ bởi vì, cũng như ông Tần Cương, ông Lý là một trong năm ủy viên quốc vụ viện của Trung Quốc, vốn có cấp bậc cao hơn các bộ trưởng thông thường trong nội các. VOA dẫn lời quan chức Mỹ nói với điều kiện giấu tên rằng Washington đã biết về cuộc họp bị hủy bỏ của ông Lý ở Việt Nam. Sự vắng mặt kéo dài của ông Lý trước công chúng đã thu hút một số lời bình luận. Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Graham Emanuel viết trên X, trước đây là Twitter, hôm 8 tháng 9, đầu tiên Ngoại trưởng Tần Cương mất tích, sau đó đến lượt các tư lệnh lực lượng tên lửa mất tích và bây giờ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lý Thượng Phúc cũng không xuất hiện trước công chúng trong hơn 2 tuần. Ai sẽ thắng trong cuộc đua mất việc này, thanh niên Trung Quốc hay nội các của ông Tập Cận Bình? Theo VOA, khi được hỏi về bình luận này của ông Emmanuel, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên rằng bà không biết có chuyện gì. Ông Lý được nhìn thấy lần cuối ở Bắc Kinh hôm 29 tháng 8 khi có bài phát biểu chủ đề tại một diễn đàn an ninh với các nước châu Phi. Trước đó, ông đã có cuộc gặp cấp cao trong chuyến công du tới Nga và Belarus. Hình ảnh ông Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, người đã mất tích bí ẩn hơn 2 tuần qua. Vẫn theo VOA, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chịu trách nhiệm chính về việc ngoại giao quốc phòng và không chỉ huy các lực lượng chiến đấu. Ông ít nổi bật trước công chúng hơn so với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nhà nước. VOA dẫn lời ông Alfred Wu, phó giáo sư tại trường chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore, nói sự biến mất của ông Lý ngay sau ông Tần cho thấy nền chính trị tinh hoa của Trung Quốc bí ẩn như thế nào với thế giới bên ngoài. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đơn giản là không cần thấy phải giải thích với thế giới. VOA cho biết thêm, ông Lý đã bị Mỹ trừng phạt hồi năm 2018 vì đã mua vũ khí từ nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Nga, Rosoboron Export. Vào năm 2016, ông Lý được bổ nhiệm làm phó tư lệnh lực lượng hỗ trợ chiến lược mới của quân đội, lực lượng tinh hoa có nhiệm vụ đẩy nhanh việc xây dựng năng lực chiến tranh, không gian và không gian mạng. Sau đó, ông đứng đầu bộ phận mua sắm của quân đội từ năm 2017 cho đến khi trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Gần đây, chính trị nội bộ Trung Quốc cho thấy những dấu hiệu bất ổn. Ngoài việc nhiều quan chức cấp cao bị mất tích một cách khó hiểu, không một lời giải thích thỏa đáng, thì có thông tin ông Tập bị các đảng viên lão thành ở Bắc Đới Hà khiển trách vì tình trạng kinh tế suy thoái trầm trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin sau cựu ngoại trưởng đến lượt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc mất tích. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.de